Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với dụng cụ tập võ của Toàn. Thì hôm nay Toàn sẽ giới thiệu về dòng côn nhiệt khúc gỗ căm xe năm 2020 của bên cửa hàng mình. Thì côn nhiệt khúc gỗ căm xe của bên mình rất đặc biệt, đó là làm hoàn toàn bằng máy. Nên là các côn nhiệt khúc của bên mình á, các loại dòng côn nhiệt khúc của bên mình là làm rất đều và đẹp, các cạnh đều đẹp, vuông thành sắc cạnh và loại tròn thì là tròn. Các bạn biết đấy, là loại tròn là đầu trên đầu dưới là bằng nhau hết, không lệch một chút xíu nào và tròn rất chi là đẹp. Và loại nào là loại là tám cạnh nhá, loại bằng cạnh nhá, thì các cạnh của nó rất chi là đều và đẹp. Và các đầu chuôi côn nó là các thành rất chi là đẹp, về các độ cạnh của nó rất đẹp. Anh em xem này. Như như loại bằng dây xích này thì các cạnh của nó và các đường của nó này rất chi là đều và đẹp. Và dây xích inox của bên mình là trục xoay rất linh hoạt nhé các bạn nhé. Khi các bạn chơi côn nó sẽ giảm tải lực cho các bạn rất nhiều, và các bạn loan côn, cái kỹ thuật loan côn giúp cho các bạn loan côn nhẹ hơn và nhanh hơn. Đấy, đó là một số những cái ưu việt mà côn nhiệt khúc năm 2020 của mình sẽ là tốt hơn năm các năm trước rất nhiều, và làm hoàn toàn bằng máy móc hết. Nên thành thử ra chúng ta là yên tâm về cái chất lượng của bên côn nhiệt khúc của bên cửa hàng mình. Thì sang năm tới mình chỉ còn là 4 dòng côn nhiệt khúc gỗ căm xe. Thứ nhất là dòng côn nhiệt khúc gỗ căm xe bằng dây xích, đầu to đầu nhỏ theo kiểu Lý Tiểu Long. Các bạn xem đầu to đầu nhỏ này. Và này là bằng khớp xoay linh hoạt bằng inox 304, rất chi là chắc chắn. Và cái khớp xoay dây xích của bên mình rất chi là chắc chắn này, cái khiên rất chi là bự, đảm bảo cho chúng ta chơi là không bị hỏng dây. Dây là bảo hành cho các bạn là 10 năm. Nếu các bạn liên quan đến cái dây mà bị như thế nào, có tình trạng bị hỏng là mình sẽ bảo hành cho các bạn. Và loại thứ hai là loại tròn mà bọc inox chuôi côn. Thì loại này thì là tròn từ đầu tới chuôi côn luôn, là loại tròn, gọi là côn căm xe tròn xích của bên mình. Đây, rất chi là đẹp. Cái trọng lượng của nó, các bạn biết đấy, trọng lượng của cặp côn gỗ căm xe của bên mình là dây xích là 500g. Đây là loại côn căm xe 8 cạnh đây, mà làm bằng dây xích rất chi là chắc chắn. Dây xích inox của bên mình thì làm rất chắc chắn các bạn, không thua một cái thương hiệu nào dây xích nắp trục xoay hết. Nếu mà các bạn nào đã biết về nắp trục xoay của bên cửa hàng mình thì các bạn biết đấy, là ở Việt Nam hiện tại, ở trên Việt Nam cái nắp trục xoay của bên mình là hiện tại ấy, bán lẻ cái nắp trục xoay ở bên mình ấy, chưa có một cái cửa hàng nào, một đại lý nào mà có thể, các bạn nếu mà không tin có thể là mua một nắp của bên mình và một nắp của bên kia về so sánh thì các bạn sẽ thấy được là nắp trục xoay của bên mình nó như thế nào. Đấy, nó rất chi là dày và đầy. Dày này, mình có tiện một chút xíu về đường tiện làm trang trí, nó rất đẹp. Các bạn xem này, nó phải là nắp trục xoay dày 1.2mm. Đấy, nó rất chi là tốt với cái nắp trục xoay. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu về dòng thứ tư của bên mình là côn căm xe 8 cạnh dây dù. Hay là dòng 8 cạnh dây dù, các thành rất chi là đều và đẹp. Bạn xem. Thì côn gỗ căm xe các bạn nhìn màu như vậy nhưng mà mình không có sơn. Như anh em thấy đấy, một số người mà bán côn gỗ mà đi sơn thì thật sự ra thì anh em biết đấy, đã là gỗ tốt thì chúng ta không nên sơn, giống như gỗ căm xe, gỗ nghiến, gỗ ngoại, gỗ lim hoặc là gỗ gõ đỏ, gỗ chiêu lưu, gỗ chắc. Thì anh em biết đấy, những gỗ tốt như vậy, gỗ cẩm lai nữa vậy, thì chúng ta để ý rằng nếu mà ai đã bán côn gỗ tốt á thì chắc chắn người ta không bao giờ người ta sơn. Côn gỗ thật thì không nên sơn, nếu mà có vấn đề gì người ta mới sơn. Chúng ta phải hiểu rằng là nếu mà có vấn đề thì sơn nó sẽ che đậy được cái lối đi. Nhưng mà bây giờ để gỗ tự nhiên ra một cái lối nhỏ, anh em nhìn qua là có thể thấy được. Đây, em nhìn qua, ví dụ như không sơn thì anh em nhìn qua cái cây côn của mình là anh em có thể bắt lối được ngay. Đấy, nếu là không sơn, đường nứt hoặc là bị mẻ hoặc như thế nào đó, anh em nhìn qua có thể bắt lối được ngay. Hoặc là bị nứt như thế nào, người ta sơn lên một cái là anh em không thấy được. Thì đó là một trong những là cái mà mình chỉ ra một số những cái mà nó không được buôn bán, nó không được thật thà lắm á. Thì cũng không muốn đụng chạm tới ai hết. Nhưng mà các bạn xem đấy, mình rất thích làm video để chia sẻ về những sản phẩm của bên cửa hàng mình. Vì những sản phẩm mà nó mang lại chất lượng
thì chúng ta phải đánh giá bằng cái bằng mắt của chúng ta quan sát đầu tiên, và thứ hai chúng ta mang về sử dụng thì chúng ta thấy được nó bền, là chúng ta đánh giá được à sản phẩm này có chất lượng. Thì sản phẩm của mình đã được đánh giá của rất nhiều khách hàng, rất nhiều những khách hàng đã thấy được cái sự ưu điểm của côn bên mình. Bởi vì gỗ căm xe các bạn biết đấy, thì mình là người Bắc, thật sự ra người Bắc thì vẫn chuộng làm côn bằng cái gỗ nghiến và gỗ lim, nhưng thực ra để mà so sánh về cái độ dai và độ dẻo thì thua gỗ căm xe. Mình là người Bắc ấy nha, mình vẫn bán côn gỗ nghiến và gỗ lim, nhưng mà mình thấy cái độ dai và độ bền của nó không bằng gỗ căm xe. Đấy, gỗ căm xe thật sự ra là nó rất chi là dai. Nó chơi côn là ví dụ như các bạn rớt là cái đầu cái cạnh nó không bị bể tét ra ngoài. Thì thử ra chúng ta chơi côn thì chúng ta yên tâm hơn là gỗ các loại gỗ. Giá của nó bình dân, nếu mà các bạn muốn gỗ cao cấp hơn nữa thì chúng ta có gỗ cẩm lai. Gỗ cẩm lai thì nó sẽ cứng hơn nữa, cứng và dai hơn nữa. Thì đó là gỗ cẩm lai, còn gỗ này là gỗ bình dân. Thì mình chỉ chia sẻ về cái giá gỗ bình dân. Mà cái dòng gỗ căm xe này với gỗ nghiến thì nó là bằng giá nhau, hoặc là bằng gỗ lim nó bằng giá nhau, nhưng mà về cái độ dai thôi nhé. Mình cũng là bán cả những cái dòng côn khác nữa, nhưng mà mình thấy độ dai nó vẫn tốt hơn. Thì mình thấy được cái ưu điểm của nó thì mình đẩy mạnh về cái thị trường là côn gỗ căm xe để cho anh em chơi côn nó được tốt hơn. Và khi các bạn chỉ cần cầm lên cây côn thôi là các bạn đã cảm thấy sướng cái tay rồi, nó rất chi là đập tay, thấy rất chi là thích. Thì cái giá thì mình sẽ báo giá luôn cho anh em, nếu anh em mua côn thì nó nắm bắt được giá luôn và sẽ không có bị thắc mắc gì về nhiều. Thì anh em nào mua hai cây côn trở lên, dây dù hoặc là dây xích thì bên mình sẽ bao ship và bao ship toàn quốc. Thì anh em nào mua lẻ một cây côn thì anh em vui lòng trả tiền ship khoảng tầm 30 đến 35 ngàn tiền ship. Bởi vì cây côn này nó nặng 500 g, loại dây xích này nó nặng hơn là loại dây dù, có thể lên tới 35 và 38 ngàn tiền ship. Còn cái dòng này nó nhẹ hơn, nó chỉ có 350 g, 300 đến 350 g, thì cái dòng này nó nhẹ hơn, tiền ship nó chỉ có 30 ngàn. Thì anh em nào mà mua lẻ thì phải chịu phí ship, còn nếu mà anh em nào mua trên hai cây trở lên thì bên mình sẽ bao ship cho khách hàng và bao ship toàn quốc. Thì anh em thấy được cái giá của côn gỗ căm xe nó hợp lý thì cứ đặt hàng với mình. Dòng côn gỗ căm xe mà dây xích này đồng giá là 330 ngàn, càng ngày càng rẻ rồi đấy. Mà các bạn biết đấy, giá thịt heo càng ngày càng lên. Đấy, còn côn gỗ căm xe thì đang 220, bây giờ còn 200 ngàn. Thì bên mình đã có những cái giá mà nó gọi như là giá là ưu việt cho khách hàng. Anh em nào có nhá ý đặt hàng nhiều hoặc là số lượng nhiều thì bên mình sẽ có giá huấn luyện viên, còn không thì cái này là vẫn là giá bán lẻ nhé các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những sản phẩm.